Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Hôm nay mình đang đứng ở dưới vườn bích quay cho mọi người xem. Trưa nay thì mình đưa cà phê cho các cô, các bà ăn ha, uống chứ. Hôm nay mình nhờ các cô, các bà về giải quyết cho mình những cái cỏ này các bạn. Cỏ rác xung quanh vườn để dọn cái vườn bích này để chuẩn bị bứng. Đó. Rồi. Càng đi vô trong cái vườn này mà thực ra đi thôi mà cũng thở không nổi các bạn ơi. Nó mệt. Mình dọn đây 3 ngày rồi giờ mới có lối đi vô vườn này. Đây quay cho các bạn xem một chút này. Xung quanh này. Đó, toàn là lùm dưới cây không à. Đó. Ngày xưa mà cây cối mà chảy á, không cần biết đâu, các loại khác mà miễn mà cây cối mà chạy á, thì ở đây là một màu xanh mướt. À, tới mùa bông là cũng là bông là hoa không à, đẹp lắm. Từ năm dịch tới giờ á, người dân bây giờ không dám làm gì luôn các bạn ơi. Làm cái thứ gì cũng ế cho nên người ta cũng không dám làm. Làm mà không có đầu ra không thể nào làm nổi. Đó. Giờ đụng tới cái gì là cũng mướn cũng huê không à. Mà mình phải có đầu ra mới được. Nắng quá thế ha. Đó, vườn của mình thì cũng bỏ không à. Mình làm bông ở trên vườn kia cho nên cái vườn dưới này bỏ không. Không có làm mà cũng không có chăm sóc. Nay thì không có làm bông nữa, rảnh rỗi rồi. Cho nên là mình có thời gian tới đây ha. Để dọn vườn để bứng mít sửa soạn đi. Năm tới thì có thể mình sẽ làm bông ở đây hoặc cũng có thể làm cây khác ha. Ở đây thì người ta cũng đang sửa soạn đây này các bạn. Đó, những cái con đất này là hồi trước ở đây là một bãi bông luôn á. Đẹp lắm. Mình nghĩ năm nay thì tình hình kinh tế đã mở cửa lại rồi ha. Chắc là người ta sẽ đổ dồn nhiều sức lực vô vườn tược hơn. Đó. Ôi con rắn mối kìa. Để mà dọn được cái bờ này thôi phải cực liệt. Đây trái mít chín nè. Ủm trái mít về. Ui. Ơi con kiến lửa bá các bạn. Con kiến vàng. Con kiến vàng này cắn chát gì lắm. Đó, đây à. Anh kêu mình xuống. Ôi. Nó có mùi thơm thấy ghê luôn. Đây, đi qua đây. Các cô đang ăn cơm này. Sẵn cái quay cho các bạn xem. Con đi một vòng. À, rớt cái nón này. Mà để đó đi. Ủa, trời mét đào quá. Ha. Các bà ăn cơm nè. Ăn cơm trễ quá, 12 giờ trưa rồi mới có ăn. Dạ. Hồi trưa con ngồi dưới con thấy bà Bảy mới xuống. Phải không? Con thấy đi dừng ven 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 đó. Giống chừng muốn vô nhà mà không vô. Vậy là gửi xe bên nhà bác Sáu hả? Dạ. Ôi mấy con kinh kinh vàng nó cắn thấy ghê. Mấy cô này ăn chay trường. Mấy cô không có bị cắn hả? Chưa mặn tới đó mà. Trời ơi, chắc cô này mặn tới đó chắc mất ruột quá. Cái gì, kiến vàng hả? Kiến vàng, kiến vàng nhiều lắm. Đây mấy cô đang cầm, chui vô đây. Cái này mít nhiều này, gốc nhiều cô hay. Nhiều, đặt nè. Đặt cành cái này bứng một dao rồi đó. Vậy chứ còn nhiều quá. Gốc thì tốt quá. Dạ. Nhưng mà kiểu gốc không to đúng không? Vừa. Anh Hiệp đang tính bứng một dao đi rồi cái để đó. Nuôi thêm gốc nhiều mà con thấy gốc cũng rất nhiều. Hồi sáng nay cái tò mò đi xuống coi á. Cái mỗi lần nó đi cái nó la. Đây. Đây thì nhà mình có cái là hàng bét ha. Cái này là tưới bằng tay nè. Bên kia thì có hàng bét mà cái mít nó che hết trơn, không thấy đường gì hết đâu. Bên chưa làm nè, với bên làm rồi nó khác biệt thiệt. Khiếp. Nhìn thấy cái vườn thôi mà mình cũng không có chùi nồi luôn. Đó.
Thì ở chỗ mình thì chuyên về sản xuất các loại cây giống các bạn. Cho nên là người ta thì thường trồng ơi, trồng đất thì có trồng sầu riêng à. Sầu riêng, mít, xoài, đó, cam, bưởi, vú sữa ha. Chủ đạo thì mình vẫn thấy là sầu riêng với mít với xoài. Nhưng mà do mít 3 năm nay nó đang bị ế từ lúc của dịch tới nay luôn. Cho nên là mọi thứ đang đứng lại. Trong mà thời điểm cái lúc mà mít mà nó chạy á các bạn, nhiều người đổ xô lên ha, phá vườn. Phá vườn để cấy mít. Thì ưu điểm của mít thì rất nhanh nha. Nó nuôi các bạn nuôi 8 tháng là bứng được rồi. Nhưng mà một nền đất vậy thì mình có cấy mít thì cũng cấy được 4 mùa liên tiếp ha. Tới mùa thứ 5 thứ 6 thì không còn cấy nữa, nó không còn tốt nữa ha. Mình phải chuyển đổi cây giữa các mùa. Và không những là ở Bến Tre đâu, mà người dân á, người ta còn làm ở các tỉnh khác như là Đồng Tháp, Long An này ha. Đó. Với lại mít để không có hao đất. Bứng mít thì có để sát nhau và thời điểm cũng ngắn ngày nữa. Các bạn thì bứng về rồi là bắt đầu tháp, rồi là bán thì cũng tầm trong vòng 3-4 tháng là trống đèn được rồi ha. Trong khi các cây khác thì nó dài ngày hơn, đặc biệt là xoài ha. Mình ghét làm xoài dữ lắm. Xoài làm rất chi là dài ngày. Đó. Thì mít nay thì cũng đã chạy lại rồi. Đó. Nhưng mà người dân thì giờ nhiều người cũng sợ mít rồi. Của mình ở đây là cái đám này mình để hơn 2 năm rồi đó. Đáng lẽ là mình đã bứng lên và làm bông vào mùa trước rồi. Nhưng do ế cho nên mình để lại ha. Thì nay mình bắt đầu mới có làm lại nè. Trời ơi, làm nông bác bạn ơi. Nhìn thấy ở bên này thì đã làm sạch rồi. Nhìn thấy đẹp mắt quá ha. Đó. Vô cùng đẹp mắt. Đó, còn bên kia người ta chưa làm này các bạn. Đang chui xuống dưới cái tán này, tán cây mít nè. Mít này chắc cao tới chừng 2 mét rưỡi. 2 hơn 2 mét rưỡi ha. Gốc cái tầm này chắc cái này là một phân này nè. Cái tay mình cầm ấy, cái này là một phân này. Cái này chắc cũng phải 2 phân mấy rồi. Gần 3 phân. Thì gốc của mình thì nó cũng không có bự lắm đâu. Đó. Đều đều vừa vừa ha. Thì mình bứng thì mình phải bứng cỡ này trở lên này các bạn. Cỡ này là phải phân 2, phân 3 ăn lên ha. Còn cái này chắc mình để lại thêm một vài tháng nữa rồi mới có bứng sau. Tại vì bây giờ người ta đang chuộng gốc bự ha. Gốc nhỏ thì nó cũng rất chậm. Nhiều khi mà mình bứng về mà mình tháp rồi mình ấy lên mà lãi nó cũng không mua thì thành ra cũng ế, lờ lỗ. Một gốc mít mà chỉ tính mỗi cái công bứng thôi ha. Tính từ lúc bứng lên mà tới lúc mình bán á, là phải bỏ ra tới tầm 4-5 ngàn đồng. À, tiền công rồi tiền bò rồi tiền này tiền kia tiền tháp tiền bứng tiền xây dừa các thứ ha, là tầm 4-5 ngàn. Đó là chưa kể cái ngày mà mình cấy nó xuống đâu, chỉ tính cái lúc bứng lên thôi ha. Thì mình phải bán được tầm trên 10 ngàn các bạn ha, trên 10 ngàn thì mới lại được ha. Nhưng mà bán chắc thì là cái chuyện hên xui ha. Nhiều khi năm ngoái ở đây mít đang 30 ngàn một cây nè. Tới lúc tháp bứng dính được rồi có 1,5 ngàn một cây à. Chua quá là chua luôn. Hôm nay ngồi nói xạo á. Có 1,5 ngàn một cây à. Vẫn biết là các vừa khác thì người ta bán thì rất chi là cao ha. Nhưng mà ở vườn thì là vậy thôi. 1,5 ngàn một cây mà đưa đi đổ đống quá trời là đổ luôn. Bây giờ thì mít chạy lại đây nha các bạn. Nhưng mà chạy được bao lâu thì không biết ha. Mùa của mít này lợi hại lắm các bạn ơi. Làm cỏ trong cái đâm mít này á, phải mặc chừng 3-4 cái áo này, bao tay nè. Chứ không về là thật không thể nào chịu nổi. Đó. Đây mình quay. Vô cùng đẹp luôn ha. Nè. Đây. Chui. Đây ở đây có cái ghế này.
Thì vườn thì nhà mình đều có ống này, có bét hết trơn ha. Đây là đường ống này, đường ống tới tay này, còn cây này là cái đường bét này. Đó. Đi lên này nó có đường én, tưới bằng hệ tự động. Thôi. Một cái vườn mít này. À, đi ra tới đây. Bên này thì vườn này bỏ hoang. Có vài cây dừa với lá cau không ạ? À? Còn nhiều phần đây hầu như người ta bỏ hoang, không có người làm ha. Đó. Có chuối, quá tiếng là chuối luôn. Trời. Đây này, qua đây quay cho các bạn xem. Ở đây thì người ta làm sầu riêng nè. Ở bên cây miếng xanh xanh mà cây còn nhỏ, nó sầu riêng với cây chôm chôm ha, cây con á. Mít nè, mít này không chín. Rồi, cũng vòng qua đây quay lại à. Nước hết chưa, bà Bảy? Hết nước chưa? Con ra đây con lấy, con về con đưa làm nước uống. Ủa trời, mít này ngon quá mà sao vậy nè? Sao vậy? Không chăm sóc mà. Rồi, video của mình tới đây kết thúc anh nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.